Chuyện gì vậy? Mình bị cướp rồi, mau gọi điện thoại cho người đến giải cứu. Alo, anh hai, tụi em đang bị bao vây, anh gọi người đến cầu ca anh liền đi. Nhanh nhanh với cánh cửa này không trụ được lâu đâu đó. Mở cửa. Mở cửa. Lên. Xuống xe. Xuống xe. Xuống xe lên. Mở cửa mày. Mở cửa. Em điện thoại xong rồi. Mày chết với tao. Có xuống không? Mở cửa. Mở cửa lên không? Mở cửa xe ra. Mở cửa. Mở lên. Mở ra đi. Xuống xe. Xuống xe. Xuống xe. Nhanh đi mày. Nhanh mày. Xuống xe ra. Chết rồi. Nó mà kéo xe về á là nó giết hai anh em mình chứ không phải chơi đâu nha. Hay là mình đưa tiền cho tụi nó đi. Hôm nay chở tiền đi đường này chỉ có tôi với anh biết. Nè, bắn. Cái gì vậy? Ai vậy? Điện thoại của em mà. Ê, anh Hùng cứu nhân đi mày. Để tao trả điện thoại cho mày thôi mày. Đó kìa tao kìa, đó kìa tao kìa. Đó bên kìa. Nó kìa, nó kìa. Đừng đợi tao. Nhân Hùng tới gì vậy anh? Chạy, chạy. Đừng lại, đừng lại. Đừng có chạy mày. Đừng lại. Đừng lại. Đừng lại. Chạy là đồ. Đừng lại. Mày giờ sao? Má. Giờ sao đây? Thank you.
Câu cá sáng giờ cũng được một mớ rồi á. Đủ tao với mày nhậu rồi á. Ngồi câu cá nắng nôi buồn quá. Bây giờ ước gì có một, con đào. Chị đâu, đâu mà đẹp dữ vậy mày. Trời trời ơi đâu. Thì ra Hầu Vô Côn là người của Dương Cầu Móng. Những đứa sắp chết thật hay biết được sự thật. Anh Năm, tụi em không tìm thấy ai hết. Không có ai đây cả. Áo xám. Anh Năm, hồi nãy em thấy hai thằng áo xám ngoài kia. Đi. Tối nay có đồ cho anh em nhậu rồi. Tụi bay muốn làm gì tao? Mày làm gì vậy? Chúng mày làm cái gì vậy? Muốn giết ta? Tiền tao đâu? Tiền gì? Tao đâu có biết tiền gì đâu. Chó, mày có ngon đứng để tao đi. Tao chạy luôn.
mẹ nó, không có gì hết. Tiền tao đâu? Tiền gì? Tao không biết. Tao hỏi một lần nữa, tiền tao đâu? Tao không biết. Chém nó! Mẹ nó đi! Tụi mày là người của ai? Mày cầm đầu đám này đúng không? Mày biết mày lấy tiền của ai không? Tao không có lấy tiền của ai hết. Và cũng không biết mày là ai. Nắm theo, dừng tay. Không phải tụi nó làm. Vậy chứ ai làm? Anh trà già nói, do thằng Hậu Du Côn nó phản bội. Lời nói của Tám Lâu này, đến bé búng, anh của mày còn phải nể. Nếu như anh Tám nói vậy thì bỏ rốt. Hết việc rồi, các cậu về đi. Anh Tám, em muốn theo anh. Cậu tên gì? Đại ca Thầy. Kể từ đó, Đại ca Thầy đi theo anh Tám Lâu, bắt đầu giai thoại của một giang hồ khét tiếng. Ủa, vậy trước đó anh theo ai anh? Thật ra, anh là một cảnh sát chìm. Anh đã theo chuyên án của Đại ca Thầy từ đầu tới cuối. Và chính tay anh là người đã bắt Đại ca Thầy. Giang hồ của anh là nhất đau. Còn chuyện của Đại ca Thầy á, thì dài lắm. Mấy đứa muốn nghe từ đâu? Vậy trước khi theo Tám Lâu thì Đại ca Thầy làm gì vậy anh? Đại ca Thầy tên thật là Đại. Do Đại và mấy anh em sống quanh quẩn bên rạp ca thầy nên người ta mới gọi là Đại ca Thầy. Đại ca Thầy thì sống rất tình nghĩa, hết lòng vì anh em, nên nhiều anh em theo Đại ca Thầy rồi thì không bao giờ bỏ. Em nghe nói là trước khi đi theo băng Tấm Lâu là băng của Đại ca Thầy bị ăn hiếp dữ lắm đúng không anh? Chuyện đó thì anh Đại vừa bị tụi khu dân sinh nó đập cho một trận, đã không bán được lại còn bị ăn đòn nữa.
Mày thích làm gì vậy? Em thích làm một rapper. Còn thằng Lâm? Em hả? Em thích làm một tay đua xe. Đã lắm anh. À cậu Hưng đầu bò, còn tụi bay thì sao? Em bị đánh nhiều rồi, bây giờ em muốn làm võ sĩ. Đánh chết cha tụi nó luôn. Trời ơi, võ như mày thì làm sao chống lại được cái súng hả? Tao cầm súng, tao bắn một cái là chết liền á. Mày võ sĩ à? À thôi, mệt mày quá. Bắn bắn giết giết có cái gì mà hay? Sống ở trên đời á phải thực tế một chút, phải không? Bây giờ á, trên đời này cái gì cũng phải có tiền. Nếu như mà tao có tiền á, tao nằm mơ, tao đã búng một cái là tụi nó chết hết. Bắn hoài. Tụi bay yên tâm đi, một ngày nào đó tao sẽ là đại ca của đại ca. Mày muốn làm rapper thì làm, còn mày muốn đua xe thì đua xe, mày muốn làm võ sĩ thì võ sĩ, còn mày muốn nhiều tiền thì có nhiều tiền, muốn ăn ngon thì có ăn ngon, muốn gái thì có gái. Nhưng mà bây giờ ngày nào á mình có bị người ta quýnh hết á, em không biết á là mình đã còn sống tới ngày đó được hay không. Sống trong giang hồ này á thì ngày hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng của mày, nhưng quan trọng nhất là tụi bay phải sống có nghĩa khí, anh em phải sống chết có nhau. Tụi bay phải nhớ rõ điều đó. Sống chết vậy anh em? Sống chết vậy anh em? Thôi, sống chết á phải có ý nghĩa, em đồng ý. Nhưng mà bây giờ đất Sài Gòn này, nếu như mà mình không có người đỡ đầu là thua. Ý của mày nói là phải kiếm người có nghĩa khí lớn nhất khu da heo này. Chính xác. Đúng rồi anh, lớn nhất khu da heo này chỉ có anh Tám Lâu thôi. Tám Lâu. Không lâu nữa đâu, cả cái đất Sài Gòn này là của đại ca Thi. Nó kìa. Chơi tụi nó nè. Chơi nó. Chém nó. Lên. Chém nó. Ngày đó ở đất Sài Gòn, băng nhóm giang hồ lớn nhỏ rất là nhiều. Muốn tìm một chỗ đứng rất là khó. Ủa, vậy đại ca Thay đi theo Tấm Lâu bao lâu thì mới nổi vậy anh? Lúc đại ca Thay theo Tấm Lâu á, thì băng của Tấm Lâu đang cạnh tranh với Bún. Cho đến khi... Khi nào anh? Đến khi đụng chuyện với Dương Cầu Móng, đại ca Thay đã một mình đi vào chỗ của Dương Cầu Móng rồi đâm gục Dương Cầu Móng. Từ đó trở thành nỗi khiếp sợ của giới giang hồ. Thằng Hậu theo Dương Cầu Móng lấy tiền của mình. Nếu không xử nó thì giang hồ coi mình ra gì? Thằng nào xử nó? Địa bàn của anh Tám sát bên Dương Cầu Móng. Chắc là bé Bún này không dám giành công của anh đâu anh Tám. Trước giờ bé Bún hổ báo một vùng, địa bàn thì cậu giành, tới lúc chém nhau thì cậu nhường. Ai mà không biết anh Tám đàn em đông. Xử thằng Dương, ai làm tốt bằng anh Tám. Thôi, thằng nào xử được Dương Cầu Móng thì lấy địa bàn của nó. Em sẽ xử Dương Cầu Móng. Ở đây chưa tới lượt mày nói chuyện đâu nha thằng nhóc. Cậu theo anh Tám sao? Cậu biết Dương Cầu Móng là ai không? Dạ không.
Nếu như anh Tám và các anh cho em cơ hội, thì em sẽ xả thằng này và cố gắng hết sức. Thằng này được. Mày tên gì? Đại ca thầy. Làm cho tốt vào. Chúc mừng anh Tám nghe. Không được đâu anh, nguy hiểm lắm. Em xin lỗi anh Tám, vì chưa được sự đồng ý của anh Tám mà em dám lên tiếng. Không sao, anh biết cậu muốn thể hiện, nhưng Dương cậu móng không phải tay dừa. Em không sợ chết, nếu nhìn Tám cho em cơ hội. Anh hai, không được mà. Im đi, con gái biết cái gì. Nhưng mà... Anh Tám hãy tin em. Anh đại ca tay, thằng nào muốn thì bước ra đây. Anh đại ra tay, xử mấy thằng nhóc chỉ xước nhà tay. Đụng đại ca tay, mà mày còn sống là phước ba mày. Tụi mày bao quay, cũng không ngăn nổi rồng bước lên mây. Từng bước để tao đi lên, tứ đại thiên vương để tao ghi tên. Đại thiên cái thế, tao là số một, nhắc cho mày nhớ chứ sợ mày nhiều khi quên. Mấy thằng quát con, nghĩ bên vắt con dao nên làm giang hồ. Đâu mày quá non, gặp chuyện bỏ chạy nên tên đăng chó mày sẽ dân luôn mà. Anh em sống chân tình, không ai dưới chân mình. Nhưng không để ai khinh, tao là tướng binh chính nghĩa. Quân binh, người tao đầy vết theo thời gian. Bao nhiêu lần vào sinh ra tử, không quan tâm đến miệng người ra. Đúng là đất tặng mày ba chữ. Anh đại ca tay, thằng nào muốn thì bước ra đây. Anh đại ra tay, xử mấy thằng nhóc chỉ xước nhà tay. Đụng đại ca tay, mà mày còn sống là phước ba mày. Tụi mày bao vây, cũng không ngăn nổi rồng bước lên mới.